Tiểu sử trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Mỹ. Chứng minh ban đại diện Phật giáo huyện Tháp 10, nhiệm kỳ 3, 4, 5, 6. Chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tháp 10, nhiệm kỳ 8. Nguyên phó ban đại diện Phật giáo huyện Tháp 10, nhiệm kỳ 2. Nguyên ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ An. Viện chủ chùa Thiền Kim, huyện Tháp 10. Thế thân: Hòa thượng Thích Thiện Mỹ, pháp hiệu Pháp Thành, đồng chơn nhập đạo, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43. Thế danh Đỗ Quốc Đinh, sinh năm 1941, quê quán ở làng Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Hòa thượng xuất thân trong gia đình trung nông, có 10 người anh em, 6 trai, 4 gái. Hòa thượng là người con thứ tư trong gia đình. Thân phụ là cụ ông Đỗ Đức Tựu, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Báu. Hai vị đều là Phật tử thuần thành, có niềm tin sâu nơi Tam Bảo. Thân phụ quy y Tam Bảo với pháp danh Thiện Tín. Mẹ xuất gia tu học nơi chùa Thiền Kim là cố Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Hạnh. Năm 1958, Hòa thượng đang học tại trường Việt Mỹ ở Sài Gòn Gia Định trong bối cảnh chiến tranh liên miên. Với chí xuất trần thượng sĩ, Ngài đã liễu ngộ được cuộc đời là vô thường, không có gì là bền chắc, nên đã rời xa mái trường tìm sư học đạo khi tròn 17 tuổi sanh vào năm 1958, xuất gia với Hòa thượng Thích Quảng Tấn với pháp danh là Thích Nhuận Nguyên, cư ngụ tại chùa Thiên Phước, ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Định Tường, nay là Tiền Giang. Xuất gia tu học được 2 năm. Lúc bấy giờ, Hòa thượng Thích Đức Long ở chùa Long Hoa Cổ Tự, quận Nhà Bè, trong chuyến về thăm gia đình ở Bà Lát, ghé thăm sư chú chùa Thiên Phước, thấy chú tiểu uy nghiêm cốt cách, Hòa thượng Đức Long mới xin chú Quảng Tấn cho Hòa thượng về chùa Long Hoa ở Nhà Bè, gia đình để tu học, với pháp danh là Thích Thiện Mỹ. Sau một thời gian hành điệu, Hòa thượng Đức Long thấy Hòa thượng Thiện Mỹ có đạo hạnh, trí sáng, thiện căn sâu dày Phật Pháp, nên mới gửi vào chùa Giác Nguyên học đạo với Hòa thượng hạnh trụ. Trong 4 năm, Ngài đã tinh chuyên tu học, phước trí nhị nghiêm. Thấy nhân duyên đã đủ, nên Hòa thượng Đức Long cho Hòa thượng Thiện Mỹ lãnh thọ giới Pháp Sa Di năm 1964. Hòa thượng Đức Long thấy sư phụ của mình ở chùa Thiền Kim có một mình, nên Hòa thượng Đức Long đưa Hòa thượng Thiện Mỹ về chùa Thiền Kim để phụng dưỡng. Hòa thượng Thích Trí Độ thay cho Hòa thượng Đức Long. Năm 1966, Hòa thượng chính thức về chùa Thiền Kim. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Năm 1970, Hòa thượng lãnh thọ đại giới tại giới đàn chùa Linh Sơn, đường Cô Giang, quận 1, Sài Gòn, Gia Định. Giới đàn do Hòa thượng Thích Thiện Hòa làm đàn đầu cùng với các vị đại trưởng lão Hòa thượng Đức Độ thời bấy giờ. Hòa thượng đã phụng dưỡng Hòa thượng Thích Trí Độ cho đến ngày miền Nam giải phóng năm 1975. Ngày 15 tháng Giêng năm 1975, Hòa thượng Thích Trí Độ xả bỏ báo thân, tứ đại thu thần thị tịch. Ngài ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn với môn đồ tứ chúng. Ngày 25 tháng 5 năm 1979 âm lịch, Hòa thượng Thích Đức Long do tuổi già sức yếu nên Hòa thượng Thiện Mỹ đã về lo phụng dưỡng thầy và tiếp tục nhận tờ di chúc chùa Long Hoa. Đến năm 1981, Hòa thượng Thiện Mỹ chính thức nhận quyết định của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, làm trụ trì chùa Long Hoa. Ngày 24 tháng 8 năm 1981, một lần nữa vô thường đến, Hòa thượng Thích Đức Long
trả thân tứ đại trở về nơi đất Phật. Nỗi buồn nặng trĩu trên bờ vai của người đệ tử cộng thêm thời gian biến cố ở chùa Long Hoa cổ tự, hòa thượng nhận ra rằng cuộc đời là hư huyễn, nên đã giao lại chùa Long Hoa cho hòa thượng Thích Viên Giác, trưởng ban trị sự Phật giáo quận 7. Một lần nữa, ngài về lại ngôi chùa thôn quê hẻo lánh nơi Đồng Tháp 10, tiếp tục hành trình với sứ mệnh hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Năm 1982, hòa thượng cùng với tăng ni Phật tử địa phương trùng tu nâng cấp lại ngôi Đại Già Lam. Trong thời gian này, hòa thượng tham gia Phật sự giáo hội nhiệm kỳ 2. Hòa thượng Thích Thiện Huệ là trưởng ban. Ngài làm phó ban đại diện Phật giáo huyện Tháp 10. Đến nhiệm kỳ 2, hòa thượng Thiện Huệ giao cho Đại Đức Thích Nhuận Long làm trưởng ban. Hòa thượng Thiện Mỹ làm chứng minh hết 4 nhiệm kỳ. Đến nhiệm kỳ thứ 8, hòa thượng làm chứng minh ban trị sự huyện Tháp 10 cho đến ngày hôm nay. Cuộc đời của ngài là sự hy sinh, tận tụy lo cho Phật tử và giúp đời. Đáng trân quý hơn là ngài đã cất trường học tại chùa giúp cho các em nhỏ mù chữ đến chùa để học. Giản dị nhưng sâu lắng, nghiêm nghị mà từ bi, nhẹ nhàng nhưng vững trải, uy hùng mà bao dung. Mỗi lời nói của khẩu đều là pháp ngữ, mỗi động tĩnh của thân đều là Phật hạnh. Đó là chân dung của hòa thượng, là bậc thầy mô phạm, là người cha lành của tín đồ Phật giáo huyện Tháp 10. Với Tam Bảo, ngài đã tiếp nhận và khai kiến hơn 10 ngôi già lam phụng sự Tam Bảo, xiển dương chánh pháp khắp nơi. Với tăng chúng, ngài là bậc thầy đạo hạnh. Trong những năm tháng gian khổ sau ngày miền Nam giải phóng, ngài đã vất vả đồng áng ruộng nương để tiếp tăng độ chúng. Ngày nào trong chùa cũng trên 50 tăng ni tu học. Suốt khoảng thời gian dài 63 năm hành đạo, ngài đã tiếp nhận hóa độ tăng ni xuất gia tu học trên 100 vị, dẫn dắt Phật tử quy y Tam Bảo, biết ăn chay, niệm Phật trên dưới 5.000 người, quay về với chánh pháp, tu nhân học Phật, làm lành lánh dữ, làm tròn bổn phận của người Phật tử tại gia, đúng với câu châm ngôn thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Hòa thượng là một vị thầy mô phạm vị tha, tiếp tăng độ chúng khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Đệ tử của ngài nhờ sự dạy dỗ ân đức của ngài nên siêng năng tu học, thọ trì giới pháp nên hầu như đều thành danh chi mỹ. Nhiều vị đã tốt nghiệp các trường Phật học như Cao đẳng Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam, cao cấp giảng sư và đã đi truyền chánh pháp ở các tỉnh trong và ngoài nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Mỹ Quốc. Một lần nữa, hòa thượng cùng với các vị thiện tri thức, các nhà hảo tâm quyết định nâng cấp nhà tổ, chánh điện và tạo cảnh quan chùa Thiền Kim như Vườn Lâm Tỳ Ni, Thái tử Tất Đạt Đa vượt dòng sông Ni liên thiền xuất gia học đạo, nơi Đức Phật thành đạo, đặc biệt là tượng Phật nhập Niết Bàn với chiều dài trên 30 mét, là một trong những tượng Phật lớn của miền Tây Nam Bộ, núi Ngũ Hành Sơn, Đài Quan Âm Nam Hải, tượng Di Lặc dưới hồ sen, thuyền Bát Nhã. Những cảnh vật đó tạo nên một ngôi chùa Thiền Kim uy nghi cổ kính, có sức thu hút đặc biệt về tâm linh với người dân trên mảnh đất sen hồng. Sau mấy mươi năm hoàn truyền chánh pháp, thân huyễn mộng sắp đến ngày tan rã, hòa thượng đã viết lại tờ di chúc và truyền trao ngôi chùa Già Lam Thiền Kim cổ tự cho vị đệ tử tâm đắc của mình là Đại Đức Thích Thiện Nguyện làm trụ trì. Ngày 17 tháng 11 năm 2019, chính thức làm lễ bổ nhiệm Đại Đức Thích Thiện Nguyện là trụ trì chùa Thiền Kim. Năm 2020,
Sức khỏe của Hòa Thượng ngày một suy yếu, kính lạy giác linh thầy. Những tưởng cơn trọng bệnh sẽ qua, cho tuổi đời trăm năm tròn đủ, sẽ tiếp tục nối đuốc trao đèn, tiếp dẫn hậu lai. Đạo đời viên dung, sứ mạng hoằng khai, dẫn dắt môn hạ tuyên bày chánh pháp. Nào ngờ đâu, một tối đầu thu, không chờ lại đến, ngài quẩy dép quy tây, đất thiền kim bị lệ nhuộm màu tan. Huynh đệ môn hạ hiếu đồ thương tiếc bàng hoàng, cung tiễn thầy cao đăng Phật quốc. Than ôi, vĩnh biệt thầy, nỗi đau tê tái. Cảm nghĩa đệ huynh, xe sắc buồn thương. Thành kính xin dâng một nén tâm hương, nguyện noi dấu người, tri hành tỏ rạng. Nam mô Thiền Kim Đường Thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Tam Tế Cố Đại Lão Hòa Thượng, Thùy Từ Minh Chứng.